kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Hôm nay đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên và gặp mặt hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hưng Yên và ban liên lạc các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tiếp và làm việc với nguyên Chủ tịch nước có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Nguyên Chủ tịch nước và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những năm tháng hoạt động chiến đấu hào hùng của quân và dân ta kể từ cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành thắng lợi, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở nước ta. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập thống nhất, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, hàng vạn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, bị tra tấn dã man trong 14 nhà tù của địch nhưng vẫn kiên trung, một lòng với nước với dân, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Nguyên Chủ tịch nước mong muốn ban liên lạc sớm kiện toàn, đồng thời đề nghị các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tiếp tục nêu cao ý chí, bản lĩnh và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tổ chức thực hiện nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Sáng nay đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh đã về trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại gia đình đảng viên Bùi Đăng Sức tại chi bộ thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận sự cống hiến của đảng viên Bùi Đăng Sức huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là vinh dự của Đảng bộ huyện Phù Cừ và Đảng bộ tỉnh. Đồng chí chúc đảng viên Bùi Đăng Sức mạnh khỏe, trường thọ, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục con cháu tích cực học tập lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân 2023, đẩy nhanh tiến độ tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, rà soát để kịp thời thay thế bổ sung hệ thống biển báo giao thông, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông tại các nút giao có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Sở Nội vụ vừa công bố chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2022. Theo đó, huyện Văn Lâm năm thứ 6 liên tiếp dẫn đầu khối các huyện, thị xã và thành phố. Hai xã của huyện cũng dẫn đầu khối các xã, phường và thị trấn trong tỉnh. Với gần 88 điểm, huyện Văn Lâm năm thứ 6 liên tiếp dẫn đầu khối các huyện, thị xã, thành phố. Một số chỉ số thành phần của huyện đạt cao là chỉ số chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, chính quyền điện tử. Còn theo công bố của Sở Nội vụ, trong khối các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh có hai xã được xếp loại xuất sắc đều thuộc huyện Văn Lâm là xã Tân Quang và xã Chỉ Đạo. Cả hai xã đều đạt điểm tuyệt đối trong một số chỉ số thành phần như chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người yếu thế trong xã hội. Đã có gần 3.000 suất quà được trao dịp này, mỗi suất trị giá 500.000 đến 700.000 đồng cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người yếu thế trong xã hội. Những phần quà tuy có giá trị không cao nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các cấp các ngành trên địa bàn huyện Yên Mỹ mong muốn mang đến cho những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện một mùa xuân ấm áp, một cái Tết ý nghĩa, hạnh phúc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đang lấy ý kiến về phương án tăng giá điện theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để báo cáo Chính phủ. Về giá điện, quyết định 24 của Chính phủ đã quy định cơ chế điều hành giá điện trong năm. Theo đó, EVN phải cập nhật thông số đầu vào, tính toán lại giá bán lẻ bình quân. Nếu đầu vào tăng từ 3% trở lên thì giá điện được tăng và giảm tương ứng. Hiện lần cuối điều chỉnh giá điện là ngày 20 tháng 3 năm 2019. Việc điều chỉnh sẽ được đánh giá cân nhắc kỹ, báo cáo Chính phủ phương án trước khi thực hiện. Hiện nay, biểu tượng gia đình linh vật mèo chào xuân Quý Mão năm 2023 đang được thi công tại quảng trường Hòa Bình. Việc lắp đặt thi công đã được 90% khối lượng công việc. Theo ghi nhận, mặt chính diện của khu linh vật là gia đình mèo sum vầy gồm 9 con mèo, mèo bố, mèo mẹ và 7 mèo con. Con cao nhất lên tới hơn 3 mét, con thấp là 1 mét. Mặt sau là bộ chữ mừng năm mới. Phần chính phía trước là cổng chào, các cụm hoa xuân,
hai bên cánh là cụm mô hình mèo cách điệu và hai bộ chữ tạo hình Tết Sum Vầy, Xuân Quý Mão. Thời gian trưng bày cụm linh vật từ ngày 16 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão. Dự kiến lễ cắt băng canh thành sẽ diễn ra vào chiều ngày 14 tháng 1 năm 2023, tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Thời gian qua, số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định luôn phát triển ổn định. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có trên 305.000 học sinh sinh viên tại 530 cơ sở giáo dục tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ gần 99%. Nhiều trường học đạt tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của luật bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Ngành Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế dành cho học sinh sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua của từng cơ sở giáo dục, phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. 19 giờ 45 phút ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo một bé trai rơi xuống giếng tại số 80 đường Đinh Núp, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, người dân phát hiện cháu D sinh năm 2015 bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang tại địa chỉ trên. Sau đó, bố của cháu bé là anh P sinh năm 1979 đã xuống giếng để cứu cháu. Tuy nhiên, giếng sâu trên 20 mét nên hai bố con bị mắc kẹt dưới giếng sâu không thể thoát lên được. Sau gần 10 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa được hai bố con lên khỏi giếng nước an toàn. Đơn vị đã trấn an tinh thần, động viên gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 11 tháng 1, chính phủ Uganda tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đã chấm dứt sau gần 4 tháng hoành hành, khiến ít nhất 55 người tử vong. Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu sự kiện, Bộ trưởng Y tế Uganda tuyên bố nước này đã kiểm soát thành công đợt bùng phát dịch Ebola. Trong một tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới cũng xác nhận diễn biến trên. Theo WHO, đợt dịch Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau khi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong vòng 42 ngày liên tiếp, tức là gần gấp đôi thời gian virus Ebola ủ bệnh. Theo số liệu của WHO và Bộ Y tế Uganda, đợt dịch Ebola bùng phát từ tháng 9 năm 2022 tại quốc gia Đông Phi đã cướp đi sinh mạng của 55 người trong số 142 người bị nhiễm. Trong số những người tử vong có 6 nhân viên y tế. Truyền thông Ấn Độ đưa tin một sự cố hư hữu xảy ra trên một chuyến bay của một hãng hàng không nước này khi chiếc máy bay đã cất cánh nhưng bỏ lại hơn 50 hành khách đang ở trên xe buýt. Theo đó, chuyến bay của hãng hàng không Go First Airways khởi hành từ Bengaluru đến Delhi vào sáng 9 tháng 1 đã cất cánh trong khi hơn 50 hành khách đang ở trên xe buýt trung chuyển. Các hành khách bị bỏ quên được chuyển sang chuyến bay khác vài giờ sau đó và được hoàn tiền vé. Một trong số các hành khách mô tả đây là trải nghiệm kinh hoàng nhất và gọi sự cố là đỉnh cao của sự sơ suất. Cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết đã yêu cầu hãng hàng không Go First Airways nộp báo cáo giải trình sự việc bỏ quên hành khách và thêm rằng sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Nối tiếp thành công từ những năm trước, mới đây tại thành phố Karachi, thành phố đông dân nhất ở Pakistan, đã diễn ra một đám cưới tập thể mang đậm màu sắc truyền thống. Đây là lần thứ 16 thành phố này tổ chức đám cưới tập thể dành cho các cặp đôi đến từ mọi miền đất nước. Có 65 cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng trong đám cưới tập thể năm nay. Hầu hết trong số họ xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại sự kiện, các cặp cô dâu chú rể cùng thực hiện các nghi thức của lễ cưới truyền thống. Vì thế, niềm vui của họ được nâng lên rất nhiều lần khi mọi người cùng nhau đón mừng niềm vui cùng một thời điểm. Đại diện ban tổ chức còn tặng các cặp đôi một số tiền để họ chuẩn bị cho cuộc sống mới. Trong 16 năm qua, thành phố Karachi đã tổ chức đám cưới cho khoảng 1.600 cặp đôi. Ban tổ chức hy vọng năm tới có thể tổ chức đám cưới tập thể cho khoảng 200 cặp đôi. Những ngày này, nhiều cây hoa anh đào tại thành phố Hitachi của Nhật Bản đã bắt đầu hé nở những cánh hoa đầu tiên, mang sắc xuân đến sớm cho cư dân nơi đây. Hitachi Kokan Sakura là giống hoa anh đào thường nở hoa sớm với cánh hoa màu đỏ nhạt. Vào năm 2006, Hitachi Kozan Zaruka đã được đăng ký là giống hoa anh đào đặc hữu của thành phố Hitachi. Nơi đây hiện có khoảng 280 cây được trồng rải rác trong các công viên và khuôn viên trường học. Tính đến cuối tuần trước, ít nhất 30 cây anh đào trồng trong công viên Kamine đã nở sớm hơn khoảng một tuần so với trung bình hàng năm.
nhiều du khách và người dân địa phương đã tranh thủ đến ngắm hoa và chụp ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.